Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 11 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hờ Dinh Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ tin học phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Tỷ lệ trường học kiên cố đạt trên 70%, trường học đạt chuẩn quốc gia gần 56%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân hàng năm trên 96%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, đạt thành tích cao. Nhiều năm liền Đắk Lắk dẫn đầu các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia. Toàn ngành có trên 34.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó hơn 95% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn và 82,7% giáo viên đạt trên chuẩn. Tại buổi lễ, đồng chí Hờ Dinh Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng vào phát triển con người toàn diện cả năng lực và phẩm chất, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhân dịp này, 6 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Lãnh đạo tỉnh đã trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo cho 6 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2021-2022.